Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Ngô Minh Thư, Bệnh viện Đọc Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, bệnh nhân là một phụ nữ 26 tuổi đến khám vì dấu hiệu bất thường ở vùng mặt. Khai thác thông tin ban đầu ghi nhận, người bệnh gặp mưa khi đi làm về và cảm thấy mệt mỏi, hơi đau nhức vùng tai bên phải. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chị phát hiện mắt nhắm không kín, miệng lệch sang bên trái và tê bì nửa mặt bên phải. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh. Người bệnh đã được kê thuốc uống và châm cứu do bắp bấm huyệt kết hợp với vật lý trị liệu. Sau 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân đã thuyên giảm 80%. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ái Yến, khoa thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là tổn thương từ đoạn thái dương trở xuống, nguyên nhân thường gặp là do lạnh hoặc do viêm nhiễm, nhiễm virus, viêm nhiễm vùng mặt, viêm nhiễm vùng tai mũi họng điều trị không khỏi, viêm tai xương trũng, chấn thương, khối u. Trước hết thì mình phải hiểu cái dây thần kinh số 7 là dây gì đã. Thì cái dây này người ta còn gọi là dây thần kinh mặt, tức là nó chi phối cho các cái cơ của vùng mặt, chi phối cho cảm giác của một phần của cái ống tai ngoài và vị giác của 2/3 chiếc lưỡi. Thế thì liệt dây thần kinh số 7 khi mà cái dây này nó mất chức năng, thế thì khi đó thì nó sẽ biểu hiện là bệnh nhân có thể là méo miệng lệch sang một bên hoặc là một bên nửa mặt. Tức là nếu như liệt dây thần kinh số 7 một bên thì bệnh nhân có thể là méo miệng lệch sang một bên là bên lành, hoặc là mất các cái nếp nhăn ở trên vùng mặt hoặc là vùng trán, hoặc là mắt nhắm không kín do là liệt cái cơ vòng mi, là cái cơ mà làm nhiệm vụ nhắm mắt. Người ta chia ra làm 2 nhóm nguyên nhân chính, tức là gồm có liệt dây thần kinh số 7 trung ương, tức là bệnh nhân có tổn thương ở trên não, và cái liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, tức là không phải là tổn thương ở trên não mà tổn thương ở trên cái đường đi của dây số 7 hoặc là tại nhân dây thần kinh số 7. Thì nguyên nhân hay gặp nhất thì là do lạnh, các cụ hay gọi là cảm, bị lạnh thì hay bị méo miệng thì người ta gọi là như vậy, nhưng thật ra là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Nguyên nhân hay gặp nhất là do lạnh, hoặc có thể do viêm. Do viêm thì có thể là tác nhân virus, hay gặp nhất là zona thần kinh, đặc biệt là các cái zona ở cái vùng quanh ống tai hoặc là tại ống tai ngoài. Bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, tuy nhiên một số người sẽ bị liệt dây thần kinh ngoại biên hơn như người suy giảm suy nhược hệ miễn dịch, phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh, người có thể trạng thừa cân béo phì, lười vận động, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, người thường xuyên thức khuya, tắm trễ hoặc tắm sớm, người dễ bị cảm nhiễm lạnh khi thời tiết thay đổi. Để phòng ngừa tình trạng trên, mỗi người cần phải duy trì một chế độ sinh hoạt hợp lý, không thức quá khuya, không làm việc quá sức, không tắm quá khuya, thường xuyên vận động tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Bác sĩ lưu ý thêm, người dân cần phải giữ ấm khi thời tiết mưa lạnh, không để quạt hay hướng gió máy lạnh hướng thẳng vào vùng mặt. Mọi người nên duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, bổ sung các vi chất cần thiết để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.